Ảnh đẹp như mơ của bộ ba Giang Ki-yong, Jin Se-yeon và Lee Su-hyeok, bộ phim Boner Again chính thức tung những hình ảnh đẹp như mơ của bộ ba Giang Ki-yong, Jin Se-yeon và Lee Su-hyeok. Sao Hàn 26/3, bộ phim Boner Again chính thức tung những hình ảnh đẹp như mơ của bộ ba Giang Ki-yong, Jin Se-yeon và Lee Su-hyeok. Được biết đây là một bộ phim kỳ ảo với đề tài tái sinh. Boner Again kể về câu chuyện tình giữa một công tố viên, một kẻ giết người hàng loạt và một cô gái. Tiffany SNSD lên tiếng về nạn phân biệt chủng tộc đối với người châu Á trong đại dịch COVID-19. Chúng ta, đang chiến đấu cùng nhau, thế giới cần một cái ôm, nữ ca sĩ khẳng định. Vụ án nam ca sĩ Kim Gan Mo bị kiện. Vì tội tấn công tình dục chính thức được chuyển sang cơ quan công tố, trước đó, anh bị một phụ nữ tố cáo tấn công tình dục trong một quán 3 tháng 12 năm ngoái, trong phiên thẩm vẫn kéo dài hơn 12 tiếng. Vào ngày 15 tháng 2 vừa rồi, kim gun mo khẳng định mình vô tội anh gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng nam ca sĩ tuyên bố sẽ hết sức phối hợp cùng cảnh sát để sớm công bố sự thật lee quang su bất ngờ quay trở lại chương trình running man với tư cách khách mời đặc biệt sau khi bị chấn thương do tai nạn giao thông anh di chuyển khó khăn với hai chiếc nạng và một bên chân bó bột hoàng tử châu á khiến các thành viên còn lại hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ONEWE -e tiết lộ hình ảnh teaser mới nhất cho mini album 3 phần 4 có sự xuất hiện đặc biệt của Hoa Sa, Mamamoo, Cô Nàng, sẽ góp giọng trong ca khúc chủ đề I Don't know trong concept nhóm nhạc rock cùng 5 chàng trai nhóm. ONEWE -e album sẽ chính thức phát hành ngày 2 tháng 4 sắp tới. Hôm nay, Winner sẽ chính thức ra mắt ca khúc hâu với sự xuất hiện đặc biệt của Suwin AKMU trong MV, đây là ca khúc mở đường cho full album Remember của Winner, được ra mắt ngày 9 tháng 4. ITZY giành chiến thắng thứ ba cho ca khúc Wannabe trên chương trình âm nhạc Show Champion, năm cô gái nhà JYP đã xuất sắc vượt qua Z Sao One, NCT 127, Noel và Kim Sejeong để đoạt vị trí số một tuần này. Thành viên cuối cùng của EXID là Le đã chính thức rời Bernard Culture Entertainment Nomiton. Trước đó, Hani và Dung Hoa không tái ký. Vào tháng 5 năm ngoái, Hyerlin rời công ty, vào tháng 1, trong khi đó, Soji cũng chấm dứt hợp đồng, vào tháng 2 năm nay. Bộ phim được trông đợi nhất năm nay The King. Eternal Monarch chính thức công bố poster cùng với 6 nhân vật chính của phim The King. Eternal Monarch là phim truyền hình đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau thời gian dài, nhập ngũ, đây cũng là lần đầu tiên anh hợp tác cùng với nàng thơ Kim Go Eun, phim, sẽ chính thức lên sóng giữa tháng 4. MV Psycho của Red Velvet chính thức chạm ngưỡng 100 triệu lượt xem trên YouTube, đây là MV thứ bảy của nhóm đạt. Được thành tích này bên cạnh Bad Boy, Rasen Roulette Pichabu, Red Flavor, đam Dâm và Ice Cream Cake. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. À. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.